Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 10 tháng 10 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Huyện Tiên Lữ chậm triển khai giai đoạn 2 kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa công trình trái phép. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Phù Cừ chung tay hỗ trợ giảm nghèo cho nhiều đối tượng khó khăn. Nữ sinh tình nguyện đăng ký hiến tạng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng. 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018, dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Hải Dương, Nam Định. Cùng dự có các đồng chí nguyên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Ngày 16 tháng 10 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Sau đó, Ban Kiểm tra của cấp ủy, nay là Ủy ban Kiểm tra, được thành lập từ Trung ương đến cơ sở. Ở tỉnh Hưng Yên, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, tháng 11 năm 1949, Tỉnh ủy chính thức thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nay là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trải qua 15 khóa Đại hội Đảng bộ tỉnh từ khóa thứ 3 đến khóa 18, trong đó có 29 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng. Ủy ban Kiểm tra, cơ quan chuyên trách của Ủy ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp của tỉnh Hưng Yên ngày càng được củng cố và phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Từ một ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy với 3 đồng chí được phân công phụ trách, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh có 323 ủy ban kiểm tra các cấp với trên 1.400 cán bộ đảng viên của các tổ chức Đảng làm công tác kiểm tra chuyên trách và kiêm chức. Cơ quan ủy ban kiểm tra ở cả 3 cấp đã được kiện toàn, hoàn thiện về tổ chức. Đội ngũ làm công tác kiểm tra của Đảng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị, vững vàng, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết kỷ luật, tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định tình hình cơ sở, củng cố lòng tin của quần chúng. Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể cá nhân ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hưng Yên đã được Đảng, Nhà nước, các cấp ngành khen thưởng, được Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng 3, được tặng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng cờ thi đua xuất sắc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Tiến Tý, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hưng Yên, các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Một là nắm vững và quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát là những chức năng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi và làm chỗ dựa vững chắc để Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện có kết quả nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định và do cấp ủy giao. Hai là cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ
đồng thời tập trung và tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Phải thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát trên tinh thần. Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động phòng ngừa vi phạm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và những vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Các chương trình kiểm tra, giám sát cần thiết thực, vừa đảm bảo tính toàn diện, đồng thời tập trung vào một số vấn đề then chốt, nhất là những vấn đề xã hội quan tâm, những vấn đề bức xúc của xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Ba là cấp ủy các cấp, nhất là các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, cần tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, tạo điều kiện để ủy ban kiểm tra các cấp không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác xây dựng đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới để xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã trao tặng ngành kiểm tra Đảng tỉnh bức chướng mang tổng chữ trung thành, liêm khiết, kỷ luật, đoàn kết, tận tụy. Thưa ủy quyền Chủ tịch nước trao huân chương lao động hạng ba cho đồng chí Đỗ Như Khương, nguyên ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Đỗ Hữu Tuyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Nhân dịp này, Ban thường vụ tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho 5 tập thể, 14 cá nhân Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng đã tặng cờ thi đua cho Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, tặng bằng khen cho 20 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra của Đảng. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Sự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Các đại biểu được nghe đọc thư của Bác Hồ gửi giới công thương Việt Nam ôn lại lịch sử truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến nghị một số vấn đề với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nhân. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và nhiều doanh nghiệp đã quyên góp hỗ trợ hàng tỷ đồng tặng quỹ khuyến học tỉnh, các quỹ nhân đạo từ thiện của tỉnh và một số địa phương. Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh trên 800 triệu đồng. Với những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh có nhiều cố gắng trong việc đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh. Sự phát triển doanh nghiệp còn tác động lan tỏa, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, thúc đẩy các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có bước chuyển biến tích cực. Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao năng suất hiệu quả kinh doanh, đã đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục vạn lao động, đóng góp cho ngân sách ngày một tăng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong thời gian qua, tỉnh đã luôn quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nghị quyết về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hàng năm, thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ, định kỳ tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm để trực tiếp lắng nghe doanh nghiệp phản ánh về những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Trong thời gian tới, thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển.
các doanh nghiệp, doanh nhân phải mạnh dạn đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào quản lý và sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp sản xuất ra. Đồng thời, các doanh nghiệp cần quan tâm hơn trong việc nghiên cứu, đóng góp và trao đổi với tỉnh, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp các ngành trong tỉnh, mọi cán bộ công chức tích cực cải cách hành chính trong thực hiện công vụ tốt hơn để doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển để thực sự là người đại diện và chỗ dựa của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức trên địa bàn tỉnh, tạo sự công bằng, bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nhân chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường, kịp thời động viên những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động, quan hệ mật thiết với chính quyền, nhân dân sở tại và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, tạo niềm tin trong nhân dân. Tiếp theo, chương trình thời sự xin được chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10 năm 2018 tại 272 điểm cầu trên cả nước. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và một số nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Thông báo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 12, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả của hội nghị Trung ương 8, tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng của tỉnh và cả nước, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm của ngành, địa phương. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu các cấp tập trung chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai công tác chuẩn bị đại hội. Dự kiến có trên 1.600 đơn vị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tiến hành tổ chức đại hội trong quý tư năm 2018. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần nghiêm túc thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cấp trên tổ chức đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trong quý tư năm 2018, chuẩn bị tốt công tác nhân sự ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở. Chiều ngày 9 tháng 10, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, chủ trì hội nghị triển khai thực hiện phong trào Chiều thứ 6 vì môi trường thành phố xanh sạch đẹp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên nhấn mạnh, việc thực hiện phong trào có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững của thành phố. Do vậy, cần phải được các địa phương thực hiện nghiêm túc, không qua loa hình thức. Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và đi vào nền nếp, trước hết mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phải là những người gương mẫu đi đầu để quần chúng nhân dân tự giác tham gia. Các địa phương cần lựa chọn các địa bàn, khu vực công cộng để tiến hành làm điểm, cũng như có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, nâng cao trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. Thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Tiên Lữ đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, chỉ đạo nhằm giải tỏa các vi phạm, song vẫn còn nhiều địa phương thiếu kiên quyết dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử lý. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Tiên Lữ có 219 trường hợp vi phạm xây nhà ở, lều lán vượt diện tích quy định trên đất nông nghiệp. Giai đoạn 1, các địa phương giải tỏa được 51 trường hợp. Giai đoạn 2, huyện đã rà soát có 174 trường hợp vi phạm từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 16 tháng 3 năm 2016, nhưng việc xử lý các vi phạm chậm.
đến nay mới giải tỏa và tháo dỡ được 11 trường hợp ở các xã Nhật Tân, Hưng Đạo. Các xã còn nhiều vi phạm như Lệ Xá 30 trường hợp, thị trấn Vương 19 trường hợp vẫn chưa giải tỏa. Thực tế cho thấy, nếu chính quyền các địa phương không có biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang giao thông thủy lợi ngay từ ban đầu, lâu ngày sẽ trở thành các điểm đen khó xử lý. Thực trạng này đang xảy ra tại huyện Văn Giang. Ngã ba điểm giao giữa đường tỉnh 200 với đường huyện 22, đoạn qua xã Vĩnh Khúc, tại đây đang tồn tại một bãi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng, cát đá được đổ dọc hai bên đường ngay sát mép mặt đường nhựa. Còn đây là trường hợp sử dụng hành lang sông Kim Sơn thuộc xã Nghĩa Trụ làm bãi tập kết buôn bán cát đá sỏi với diện tích vài trăm mét vuông. Cả nghìn mét vuông mặt nước của đoạn kênh giữa thôn Bá Khê của xã Liên Nghĩa và ấp Bá Khê của xã Tân Tiến bị người dân đổ đất lấn chiếm, biến thành vườn. Đây là ba trong số nhiều điểm vi phạm trên địa bàn huyện Văn Giang đến nay chưa bị xử lý, dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh. Với những vi phạm này, nếu không kiên quyết xử lý triệt để ngay từ đầu, sẽ dẫn đến vi phạm với quy mô lớn hơn, khó xử lý. Hiến tạng, một việc làm rất nhân văn nhưng không nhiều người can đảm để làm được điều này. Tuy nhiên, có một nữ sinh báo chí đã rất can đảm đưa ra quyết định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Đó là bạn Nguyễn Thị Giang ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Hiện nay Giang đang là sinh viên năm cuối trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với một suy nghĩ rất đơn giản, thay vì để cơ thể hóa cát bụi thì tại sao không để lại điều gì đó cho cuộc sống này, ít nhất là cho một số người thực sự cần nó. Giang đã vận động gia đình đồng ý để em đăng ký hiến tặng sau khi qua đời. Với Giang, làm được điều gì tốt cho ai đó cũng chính là cách mang lại niềm vui và năng lượng sống cho chính bản thân mình. Mỗi ngày ở Việt Nam có hàng ngàn người bệnh đang mỏi mòn chờ ghép tặng, nhưng rất ít người trong số họ có cơ may đó vì người hiến rất khan hiếm. Do đó, cứu giúp người bằng cách đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời là một việc làm rất nhân văn. Hiện nay đang vào vụ thu hoạch lúa mùa, tình trạng phơi thóc trên mặt đường lại diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, tại đoạn đường tỉnh lộ 200 nối từ huyện Ân Thi đến thị trấn Vương, nhiều hộ nông dân phơi thóc chiếm dụng lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Dọc tỉnh lộ 200 từ huyện Ân Thi đến thị trấn Vương, tình trạng nhiều hộ dân chiếm dụng lòng đường giao thông làm nơi phơi thóc. Không những thế, người dân còn dùng cả gạch, đá, cây để che chắn, không cho các phương tiện giao thông đi vào, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn đường này đều phải giảm tốc độ hoặc lấn sang làn đường ngược chiều, nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình trạng trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cần có biện pháp giải quyết cũng như tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức không vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh để những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Ngày 9 tháng 10, tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế tổ chức hội thi tìm hiểu về luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên. Tham gia hội thi có 5 đội là những đoàn viên thanh niên sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội thi có 3 nội dung là thi chào hỏi, thi kiến thức và thi sáng kiến. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội tuyển đã đem đến hội thi nhiều thông điệp ý nghĩa về tác hại của thuốc lá, cách phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng, đặc biệt là trong các nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội tuyển trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Mời quý vị và các bạn đến với mục đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, giữa cương vị trưởng ban công tác mặt trận thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu 5 năm nay, bà Nguyễn Thị Phượng được biết đến là nữ trưởng ban công tác mặt trận nhiệt tình, vận động được đông đảo người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Để vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, bà Phượng cùng lãnh đạo thôn tích cực đổi mới các cách thức tuyên truyền, không chỉ họp bàn tại thôn mà còn đến tận nhà hộ dân tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia.
Do đó, những năm qua, thôn Tuyên Linh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2017, nhân dân đóng góp 500 triệu đồng để mua sắm cơ sở vật chất cho nhà văn hóa và xây sân tiếng làng. Nhờ sự chung tay góp sức của bà con nhân dân cùng những cán bộ mặt trận tâm huyết như bà Phượng mà các phong trào của thôn luôn sôi nổi được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Những năm qua, để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên huyện Phù Cử đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Mẹ con bà Lê Thị Tung ở xã Đoàn Đào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai mẹ con phải sống trong căn nhà nhỏ bé, rột nát. Năm 2017, nhờ sự hỗ trợ của mặt trận các cấp theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và sự giúp đỡ của người thân, mẹ con bà Tung đã xây dựng được căn nhà với tổng diện tích 45m² kiên cố, giúp bà yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Được nhà mới thế, khang trang thế thì phấn khởi quá. Thì giờ thì gia đình yên tâm lao động sản xuất thôi. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hường thuộc diện hộ nghèo của thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng đã nhiều năm. Nhằm giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn, Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ sửa nhà, Hội nông dân xã hỗ trợ vốn vay tiết kiệm, phát triển kinh tế. Số vốn vay 3 triệu đồng vào năm 2013 giúp bà mua lợn giống về nuôi. Qua 5 năm, từ tiền bán lợn, bà đã mua được thêm 2 con trâu để chăn thả, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Có cái nguồn vốn đấy thì mình vừa chăn nuôi, thì bây giờ chăn nuôi thì được thì mình thì lại hỗ trợ được còn thuốc men cho cháu, thì đỡ cái về nguồn kinh tế của mình. Những năm qua để giúp hộ nghèo có nhà ở, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Phù Cử đã tích cực rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng. Từ năm 2015 đến nay, xây mới và sửa chữa được gần 40 nhà đại đoàn kết. Cùng với đó, các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động thiết thực giảm nghèo cho hội viên, hội nông dân, hội phụ nữ tín chấp với ngân hàng, giúp gần 6.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hội phụ nữ xây dựng hũ gạo tình thương, thu gom phế liệu sạch, bán giúp hội viên. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, hội chữ thập đỏ, tặng tư liệu sản xuất, tặng quà hộ nghèo. Nhờ sự chung tay giúp sức của Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể mà tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phù Cử đến nay chỉ còn 3,89%. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Anh Thanh ở xã Nghĩa Trụ nuôi gà sinh sản theo mô hình an toàn sinh học. Bãi tập kết rác xã Hưng Đạo gây ô nhiễm môi trường xã lân cận. Huyện Văn Lâm nóng về tình trạng vứt rác bừa bãi. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.